Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày 24 tháng 9 năm 2021. Vào lúc khoảng tầm 6 giờ 15 phút, tức là cách đây khoảng 45 phút, thì trên trang Facebook của CEO Nguyễn Phương Hằng, Facebook có tích xanh, đây là Facebook chính chủ. Chứ không phải như nhiều bác nói rằng là Facebook này là Facebook không chính chủ. Facebook không chính chủ là thậm chí là có cái Facebook nó có cái lượt follow nó còn nhiều hơn. Nhưng Facebook khoảng trên 800.000 lượt follow thì là Facebook chính chủ của CEO Phương Hằng. Facebook có tích xanh. Các bác muốn tìm hiểu thông tin hoặc là follow Facebook của CEO Phương Hằng thì hãy vào đó để coi nha. Còn tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Theo thông tin mới nhất thì CEO Phương Hằng có đăng tải lên một cái văn bản như thế này. Đó, có dấu đỏ. Thế văn bản này có cái gì quan trọng thế mà tôi phải đệt cái tiêu đề như vậy? Bởi vì tôi xin chia sẻ với các bác đơn giản thôi. Nó cũng chẳng có cái gì gọi rằng lấy cả. Chúng ta nói về cái sự việc này á, thì xin phép báo cáo với các bác. Tất cả những cái drama hay tất cả những cái mà hiện nay á, thì nó đều có một cái khởi nguồn. Đó rằng là chúng ta gọi rằng lương nghi, mà lương nghi trong mặt kép. Đó là lương nghi Võ Hoàng Yên. Cái việc ông ta chữa được bệnh hay không á, thì toàn bộ chúng ta đều biết rõ cái việc này rồi. Chỉ có những người u mê thì mới tin những vào những cái lời của như vậy thôi. Báo cáo các bác là thế. Ngay cả vừa rồi ấy, hôm nay là tôi có chia sẻ với các bác một cái tin ấy. Đó là ở Bắc Giang ấy, một anh chàng gọi rằng là lương nghi nhưng mà chữa vô sinh cho một cặp vợ chồng. Mà chữa vô sinh thế nào mà người vợ đẻ ra hai đứa con nó lại giống hệt cái lương nghi đó mà lại không giống chồng của mình. Đó. Thế thì các bác có thể thấy rằng là nhiều người người ta vẫn u mê và người ta không biết được và phân biệt phải đúng sai. Cái này thì báo cáo với các bác rằng là nó ở khắp xã hội này, chúng ta có thể thấy khắp nhiều, đặc biệt là trong những cái lĩnh vực, ví dụ như lĩnh vực đông y, nơi mà hiệu quả hay các thứ nữa nó chưa được kiểm nghiệm một cách rõ ràng. Cái việc mà tố lương nghi Võ Hoàng Yên, tôi vẫn dùng từ lương nghi trong ngoặc kép nha, là của CEO Phương Hằng đã gây chấn động cái mạng xã hội. Và sau một quãng thời gian rất dài thì cái đơn tố cáo đã bị tạm đình chỉ. Nói nôm na như thế này, khi mà các bác gửi đơn tố cáo cho cơ quan công an thì họ sẽ, sau một quá trình điều tra thì họ sẽ có ba cái phương án để mà chia sẻ với các bác. Một là quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, có thể khởi tố thêm cả khởi tố bị can nữa về cái vụ án này, dựa theo cái nguồn tin tố giác của các bác, tố cáo của các bác. Hai là cái gì ạ? Hai là quyết định không khởi tố vụ án đó. Và ba là tạm đình chỉ điều tra cái vụ án này. Thế thì cái thông báo này của CEO Nguyễn Phương Hằng, tại sao tôi nói rất nhiều và hôm nay là văn bản này xảy ra, nó cũng chính xác như là những lời tôi chia sẻ với các bác. Thì các bác hãy xem cái thông báo, tôi sẽ đọc nguyên văn đầy đủ nhé. Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2021, tức là cách đây 4 ngày. Thông báo về việc phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Kính gửi bà Nguyễn Phương Hằng, địa chỉ 1719 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra xác minh tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1972, nơi cư trú tại 1719 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, tố cáo Võ Hoàng Yên, sinh năm 1975, nơi cư trú thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phát hiện năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác. Quá trình điều tra thì do đã hết thời hạn kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định nên ngày 18 tháng 7 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số 451-10 đối với tố giác về tội phạm nêu trên theo điểm A khoản 1 điều 148 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Đến nay đã có kết luận giám định nên ngày 20 tháng 9 năm 2021,
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nên tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Vậy cơ quan cảnh sát điều tra đã thông báo để cho bà Nguyễn Phương Hằng biết cái điều này. Đó. Thì trình tự pháp luật nó rất rõ rồi, nó phải có kết luận giám định. Kết luận giám định nha. Bởi vì nếu không có kết luận giám định ấy thì rất khó để có thể thấy là. Nhưng giám định là giám định cái gì và ai giám định? Đó. Tôi không rõ rằng cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh hay chị Nguyễn Phương Hằng làm ở đây là làm cái đơn tố giác và tố cáo tội phạm. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cái về trình tự pháp luật như thế này. Nếu muốn chắc chắn là xem cái việc này là như thế nào thì trình tự pháp luật nó không phải là tố cáo ông này rồi sau đó là để mặc cho cơ quan điều tra giải quyết. Bởi vì như thế nó sẽ kéo dài rất nhiều thời gian. Và nếu mà có những cơ quan ấy, điều tra ấy, thì họ mà làm ấy, thì giám định là giám định cái gì, đúng không ạ? Để cấu kết việc này, ví dụ như tội lừa đảo thì thế nào là lừa đảo, đúng không ạ? Chúng ta phải suy nghĩ cái điều đó. Và nếu như ấy, tôi chỉ xin chia sẻ với các bác này, nếu như ấy, nó có hai cái trường hợp. Một là cơ quan cảnh sát điều tra vừa yêu cầu Sở Y tế hoặc Bộ Y tế giám định cái việc chữa bệnh đó là như thế nào. Đấy là một. Cái thứ hai nữa rằng là giám định cái việc mà Sở Y tế hoặc là Bộ Y tế là giám định cái kết quả này. Hai là chúng ta đã tự chủ động để mà có được cái kết quả giám định đó thông qua cái việc tố cáo Võ Hoàng Yên lên Bộ Y tế để Bộ Y tế xác minh làm rõ cái việc rằng là Võ Hoàng Yên có hay không cái việc chữa bệnh bằng cái cách là bẻ tay rút lưỡi vân 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 để mà chữa bệnh. Thế cho nên ấy, tôi thì cảm thấy rằng là đây là một cái nó gọi rằng là đơn tố giác, nhưng không rõ rằng là đơn tố cáo là về việc giải quyết nguồn tin tội phạm ấy, đơn tố cáo của CEO Nguyễn Phương Hằng về việc này là đơn tố cáo như thế nào, cụ thể ra làm sao. Nhưng nếu mà thật sự tôi muốn làm thì tôi sẽ làm với Bộ Y tế trước chứ không làm với cả bên cơ quan cảnh sát điều tra. Và sau khi có đó rồi thì cơ quan cảnh sát điều tra họ sẽ có căn cứ ngay và không cần phải chờ luật giám định. Chúng ta nên nhớ rằng là cái vụ án Thuận Phong á là chỉ bởi vì vài cái giám định thôi mà kéo dài đến tận 5-6 năm liền, và thậm chí đang có cả kết quả giám định và có được cả cái kết luận của 6 bộ ngành vậy mà vẫn không khởi tố được. Đấy, chứ không phải dễ dàng đâu. Và các bác là thế, có những cái không phải rằng là mình cứ đưa ra là người ta sẽ xử lý và xử lý nó đúng. Pháp luật là cũng phải biết vận dụng một cách đúng cách, đúng hợp lý để mà làm sao để mà giải quyết được cái việc này. Đây có thể là một tin vui về cái việc này đối với cả là CEO Nguyễn Phương Hằng đó, được gửi vào ngày này để chúng ta cũng thấy rằng là việc ông Võ Hoàng Yên là ông ấy không chữa được bệnh và người dân sẽ biết cách tránh xa những cái việc đó ra. Nhưng mà tôi chỉ muốn có điều như thế này này, tôi rất muốn Bộ Y tế vào cuộc. Tại sao? Thì tôi xin chia sẻ với các bác đơn giản một cái mà tôi đã nói rất rất nhiều lần ở trên kênh của mình. Tôi đã nói rất nhiều lần ở trên kênh của mình từ những ngày trước. Đó chính là bởi vì rằng là nếu chúng ta làm sang bên phía của Bộ Công an ấy, thì xin báo cáo với các bác rằng là chỉ xử lý được một người thôi. Chỉ xử lý được một người có nghĩa rằng là chỉ xử lý được Võ Hoàng Yên thôi. Các bác hiểu ý tôi không ạ? Chỉ xử lý được Võ Hoàng Yên thôi. Và tất cả những cái tài liệu này là bên cơ quan điều tra họ làm đấy. Nhưng ấy, nếu như Bộ Y tế vào á, mà cái việc này á, nó có được một cái rằng là xác định những phương pháp với tất cả những cái thứ đó, không có cái kết quả chữa bệnh mà không thể nào chữa bệnh được ấy, thì nó sẽ chặn được 1.000 Võ Hoàng Yên, 10.000 Võ Hoàng Yên. Ở đâu đó trên đất nước chúng ta có 90 mấy triệu dân này, 97 triệu dân này, thì đã và đang tồn tại bao nhiêu Võ Hoàng Yên? Các bác suy nghĩ giúp. Bao nhiêu Võ Hoàng Yên? Thế cho nên ý, cái câu chuyện này nó cần phải được làm với cả Bộ Y tế. Và cái này trước tôi đã nhắn tin cho anh Dũng rồi. Đó. Cần làm với thế. Để chúng ta không chỉ chặn một Võ Hoàng Yên, chúng ta chặn hàng nghìn Võ Hoàng Yên. Và có thể rằng chặn đến hàng chục nghìn Võ Hoàng Yên chuẩn bị gia nhập cái việc này. Đó. Đâu có phải rằng là anh Yên này đi là người khác lại đâu. Lại nảy sinh ra một vài người ông Yên khác. Lại nảy sinh ra vài chục ông Yên khác. Sắp tới sẽ có một vài người khác. Người ta không rút lưỡi thì bây giờ là người ta có thể đốt họng chẳng hạn, cho một quả này vào vân vân để mà chữa câm chẳng hạn. Muôn vàn cái hình thức lừa đảo
như vậy. Và đó là cái mà tôi rất mong muốn để có cái cơ quan tiếng nói của Bộ Y tế làm sạch cái việc này đi. Đó. Chứ không chỉ một Võ Hoàng Yên. Nếu một Võ Hoàng Yên chúng ta chỉ xử lý được cái sự vụ này thôi, một cái sự việc này thôi. Cho nên tôi vẫn không hiểu rằng là tại sao lại không kéo Bộ Y tế vào cuộc của cái chỗ này. Bởi vì đây là cơ quan duy nhất có thể rằng là có những cái thông tư nghị định và thứ nữa mà nó phủ rộng trên toàn cái ngành. Nhận thấy rằng là cái ngành mà gọi rằng là lương y này không chỉ có một Võ Hoàng Yên đang làm đâu. Võ Hoàng Yên chỉ là một người nổi tiếng nhất thôi. Còn hàng nghìn hàng vạn Võ Hoàng Yên đang ngoài kia, và dân chúng thì vẫn đang bỏ tiền cho những cái người đó để trục lợi. Và cái việc này nó còn nguy hiểm hơn cả từ thiện nhiều. Nó nguy hiểm hơn từ thiện là bởi vì rằng nó liên quan đến tính mạng sức khỏe của người dân. Và nếu như không có cái nó gọi rằng là kết quả giám định xác nhận của Bộ Y tế hoặc cơ quan y tế thì xin phép với các bác rằng là rất khó xử lý họ về mặt hình sự được. Đó. Trong khi đó người ta có bệnh thì vái tứ phương mà. Đó. Cũng rất khó. Tôi chỉ mong muốn rằng là phải có Bộ Y tế vào cuộc. Thì không biết rằng ý kiến của các bác thế nào về cái việc này. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.